Được rồi. Thế là được. Không đổ hơi. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời gia đình cháu Đại Xuân vào thắp hương kính. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời. Thay mặt gia đình và ban tang lễ xin chân thành cảm ơn, xin mời ông trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để chia buồn cùng gia quyến. Chơi ăn quả này đi. Cống ăn sao được để kia, để lại phòng để kia. Xin trân trọng kính mời gia đình bà Loan thông gia với ông Hợi ở Đồng Tân vào đặt vòng hoa thắp nén hương thơm kính viếng hương hồn phụ. Xin trân trọng kính mời. Gia đình xin chân thành cảm ơn, xin mời bà và gia đình trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để chia buồn cùng gia quyến. Xin chân thành cảm ơn.
ơn, xin mời ông bà trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để chia buồn cùng gia quyến. Xin chân thành cảm ơn.
còn được gọi là cảm ơn, xin mời ông bà cùng gia đình trở lại bàn trà ăn trầu uống nước để chia buồn cùng gia quyến. Xin chân thành cảm ơn.